Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo nha. Ở phía sau của Thảo nè mọi người thấy không? Nguyên một đám con nít luôn. hai người mà giữ năm đứa. Bây giờ là mình sẽ đi hái táo nha mọi người. Táo nhỏ xíu à, táo mini á, ở ngoài đường nè. Chưa đi luôn. Không biết có không em ha? Chắc có rồi, chắc chín rồi ha. Năm nay là bữa nay mới bắt đầu đi hái nha mọi người. Hồi năm trước hái nhiều lắm, ăn ngon lắm. Nó nhỏ nhưng mà ăn rất là ngon nha. Mùa thu này cho nên lá rụng quá trời. Mấy đứa ở ngoài sau lưng kìa, đó, ngoài sau lưng kìa. Rồi, Eliza. nó chạy kìa. Ambe với anh Ban nè. Ambe anh Ban. Chào. Bữa nay trời không có nắng, trời cũng không có mưa, nói chung là trời cũng không đẹp lắm mọi người. Tới rồi. Lá rụng mùa thu nè, lá rụng quá trời luôn nè mọi người. Bữa nay trời không đẹp, sao meteo nó để trời nắng ta? Em nhỏ nằm trong xe kìa. Ủa vậy năm nay không có trái hả? Thôi đi, thì đi thử đi, có hay không có là thôi. Sẵn đi dẫn mấy đứa đi dạo vòng vòng chơi luôn. Elisa đi kìa. Đó, mùa thu lá cũng chưa rụng hết nữa. Quê lát ra bên kia. Rồi tới nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi bên phía bên này. Cái cây mà ngay cái chỗ chợ trời em thấy không rụng hết trơn rồi. Đâu còn trái nào đâu. Nè mọi người nằm bên đó, bên kia đường đó nha. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua bên đó coi có không. Chứ hồi năm rồi là nhiều lắm á. Hả? Hồi năm rồi là rất là nhiều luôn. Ủa? Chờ băng qua đường. Bấm nút đi con. Tại vì hồi năm rồi là thường là chạy hay chạy xe đạp vòng vòng, còn năm nay là chưa đi luôn. Bữa nay mới là đi lần đầu tiên qua luôn nè, cho nên cũng không biết. Hên xui. Nắm tay ta nè con. Chắc. Rồi giỏi. Jean đi theo cô Anna luôn rồi. Có một bebê nằm trên xe đẩy nữa. Ôi, attention. Rồi em ơi, rụng hết rồi. Hồi năm rồi là ở chỗ này là trái nhóc luôn. Năm nay là trước quốc. Năm rồi là Thảo đi hái đã rồi luôn á. Rồi vậy là mình đi hơi trễ nha. Nè, còn một em nằm trong đây. Ủa sao cái miệng gì sữa không vậy cô Ina? Lau miệng cho em. Chơi sữa. Đó, uống không uống mà còn phá sữa nữa hả? Giờ biết phun luôn. Làm mưa hả? Lấy sữa làm mưa hả? Cười cái đi, cười cái. Rồi lau miệng cho em. Bây giờ lớn rồi cho nên là phun tùm lum. 7 cái răng. Trời ơi. Ở trên 4 ở dưới. Trời ơi. Trời ơi. Cười cười cái đi. Dạ lời. Mới có 7 tháng mấy chứ đó, nhiều. Thấy à? 4 cái răng. Mới có 7 tháng mấy à. 7 tháng mấy, 17 cái răng. Ô la la. Nè bị rụng nè mọi người. Vậy là mình đi trễ cho nên nó hết. Nè, nhóc rụng luôn nè. Thấy chưa? Ổn quá à. Nè, ê, rụng trái bự không luôn nè em, chứ đâu phải giỡn đâu nè. Nè rụng nè mọi người, trái bự không nè. Trời ổn quá à. Đi. Ổn thiệt. Đi quá trễ. Giờ mình hái ở ngoài. Không, nhưng mà cái cây màu đỏ em nhớ không? Nó sẽ chậm hơn cây màu vàng. Nắm tay em nha con. Nè, còn leo que thôi à, không có còn nhiều. Trời ơi, ổn quá. Hồi năm rồi là ăn quá trời ăn luôn á. Cái cây đó trái bự ha. Mà nhưng mà em biết không, bây giờ ăn cũng không ngon nữa, tại nó chín quá, ăn cái nó kiểu có cái mùi á.
hết ngon rồi. Phải ăn mà kiểu sống sống giòn giòn nó mới đã. Ừ. Hy vọng tuốt ở trong này cái cây màu đỏ có đi. Tại vì cây màu đỏ nó sẽ trễ hơn cây màu vàng ha. Nè, em thấy lá đỏ không? Nó cũng rụng hết rồi. Ôi, có chân té đó. Đôi bạn học chung một lớp. Cái gì? Trái này bữa chị đi nhà của cái cô ấy, chị cũng thấy. Ủa, trái này trái gì ta? Nó giống như trái nho chuỗi ngọc hả? Không phải, không phải. Ôi, cái trái gì đẹp quá nè. Trái gì ta? Đừng đừng có bỏ vô miệng nha con. Ôi, đẹp quá ha. Chưa chín, màu xanh là chưa chín. Còn này là chín rồi nè. Ồ, trái gì đây ta? Không biết. Có ăn được không trời? Đừng có thử nha, không có thử nha. Nè, ra nè. Con chào bà cô chứ. mình kiếm trái gì ăn đi hả? Măng hả? Ở đây có mấy bụi tre, bụi trúc gì nè. Có măng không? Làm gì có. Eliza đẩy lại cho ngủ. Ai đây? Em bé. Ăn gì? Cá sơ cơ chuyên món. Cái này của Thái. Mà là chips. Oui, cũng là chips. Oui. Cay không? Ê, quên bảy, tự nhiên hỏi tiếng Việt sao nó biết. Tự nhiên hỏi tiếng Việt. Quen miệng. Thôi đi theo Tata đi, mày muốn nói được tiếng Việt luôn. Cái nhà bà Út á. Ừ. Nhà bà Út đây phải không? Ừ. Nè, nhóc luôn nè em. Nhưng mà bị khô rồi. Chín quá. Đổ sữa, đổ sữa. Nè, ở bên đây nè, đi qua thử. 1, 2, 3, 4, 4 cây, 5 cây. Đây thử coi ăn được không. Ê, con chim gì đẹp quá. Nè, đây cũng còn nè. Để mẹ hái thử cho con trai. À, thôi thôi thôi, để mẹ cho thử. Từ từ. Nè, nè con thử đi. Nè, 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 quay ba mẹ, quay ba mẹ. Được không? Chua hay ngọt? Ngọt. Ở đây còn nè, Ina. Nhưng mà trái nhỏ. Mà cũng cao quá em ơi. Am bé, ba bông hả? Am bé nó nói không ngon. Đâu chị em cho chị thử coi. Chị hái cao quá. Nè nè, anh Ban thử đi. Nè, để anh Ban thử coi nè. Anh Ban thử đi. Anh Ban nó nhả luôn rồi. Ủa sao hồi năm rồi con mê mà. Năm rồi nó ăn cái loại vàng em. Tại cái loại đỏ này nó sẽ hơi chát. Nó hơi chát. Cái vỏ. Ê, nhưng mà chấm muối vẫn ok nha. Hải lóc muối. Cái loại vàng thì nó không có chát nha mọi người, nhưng mà cái loại đỏ là nó sẽ hơi chát nha. Thơm. Hai ít về ăn được. Chấm muối. Không không không, Eli không có thử được nha. Nhà tội nghiệp không? Mọi người để đứa mẹ. Rồi, mẹ xí có. Để nè, để em ngồi đây mình. Em ơi. À, lụm lên cho em con. Cứ cứ bê bê. À, để em ngồi mình nha hả? Em được 7 tháng mấy rồi nè. Em muốn sữa không? Em muốn rờ con, em muốn rờ con á. Cứ cứ bê bê. Sao quá. Nhà. Làm gì âm đây? Giờ sao hái ta nó hơi cao. Lấy túi hai ít về và chấm muối ăn.
Nó chát chát nhưng mà ăn cũng ok nha mọi người. Mặc dù nó hơi chát thiệt. Cái loại vàng thì mình ăn nó không có chát. Còn cái loại này cái vỏ nó hơi chát một xí. Cũng được. Túi của mẹ hả? Lấy cái bịch á. Mẹ có đem theo cái bịch á. Ellie muốn hả? Ellie sao muốn hả? Quê, bỏ bịch đi. Đi đây nè nè. Mẹ hái xí đi về chấm muối ăn. Cái lại đỏ trái xí vậy em ơi. Ha, nhỏ xí à. Ê nè, hai cái cây đỏ mà phía ngoài đường ngoài đó nó mới bự. Lát mình ra thử. Giờ không hái đây xí. Cái bự bự kìa. Đúng rồi, cái nhánh đó đó. Giỏi. Đúng rồi. Không sao con. Tại vì nó hơi cao. Giỏi, mẹ Tijan. Rồi, coi nó nhảy thôi. Trái nhiều lắm. Cây đỏ trái nhiều. Nguyên một dải luôn mọi người thấy không? Là cây táo màu đỏ không á. Cái này tại mình kêu táo chứ thực sự nó cũng không phải là táo nữa. Nó là gì á? Nhưng mà ăn cũng giống táo mà. Táo mini, kêu táo mini. Ở chợ có bán nha mọi người, chợ trong Paris có bán nha, cũng 8-9 đồng ký hồi năm rồi em nhớ không? Chỗ em 7 đồng. 7 đồng à? Nè, nhóc luôn nè. Con đút em gì vậy? À, đồ chơi hả? À. thôi, để em nằm im đi. Để cho em tự chơi đồ chơi đi. Hả? Nè, cây này quá trời luôn nè mọi người. Thấy không? Trái không, đâu có thấy lá đâu. Trời ơi, coi chừng té em đó. Sắp đi học lại rồi. Nè anh Ban hái nè anh Ban. Anh Ban. Duyên qua hái nè con. Mẹ để hấp xuống này nè. Anh Ba. Hái đúng rồi. Nè anh Ban trước mặt mẹ nè. Năm trái nè. Nè. Nè cái chùm này nè Duyên. Đúng rồi. Hái đi con. Rồi. Đúng rồi. Coi chừng gãy nhánh em ơi. Nè cái chai. Nè. Nè mọi người thấy không? Le que. Lê gai. Giòn. Anh Bè chê. Anh Bè nó không có ngon. Rồi bây giờ mình hái xong ở bên đó rồi. Bây giờ mình đi chỗ khác. Coi còn cái gì nữa không. Hái cũng được một bọc rồi kìa. Anh Bè cầm một bọc rồi chứ bộ. Mẹ chạy trước. Sao vậy? À, không, xin lỗi. Mẹ excuse me. Bỏ chạy khóc không chịu. Ta bỏ chạy nó khóc. Coi cô Ina đi kìa. Ừ, đưa ta nắm tay. Không chịu á. Thảo chạy bỏ không chịu. Rồi mới đi. Rồi giờ chạy bỏ ta rồi. Hai bạn này là học chung một lớp. CEA là lớp 2 á mọi người. Là học chung lớp 2. Có cái xe làm đường tới. Eliza, no. Eliza nó cứ lội vô đất à. Eliza đăng xe đi. Có cái xe người ta, tại chỗ này người ta làm đường nè. Nó xe chạy tới.
Bữa nay cũng không lạnh lắm em ha. Hồi nãy mới bước ra khỏi nhà thấy lạnh, mà giờ thấy hết lạnh rồi. Đây, trời ơi, nó cao nhồng cũng có. Nói chung đỏ là còn trái, còn vàng là hết. Hả? Eliza nó chạy. Hả? Quý. À, cái trái đó nó tùm bề không sao. Nè, sao? Sao con chạy tùm lum? À. Giờ mấy cô cháu mình ngồi đây đi. Ờ, music hát đi. Hát đi. Ambe hát đi. Sân tê. Sân tê. Thôi. Anh Ban nhảy. Ambe hát. Ambe sân tê. Anh Ban đơn xê. Mở thao, chưa phát đi ghế. Nó bắt thú. Rồi, rồi, anh Lê. Anh Bè rủ đi hái trái lê. Mà không biết còn đâu hái. Ê, anh Bè. Qua hả? Anh Bè. Anh Bè. Anh Bè. Anh Bè. Anh Bè. Anh Bè. Ê, na. Hôm bữa là hái hết trơn rồi, giờ lấy đâu lê đâu hái. Hôm trước là hái trái lê, lê còn non á mọi người, giờ chấm muối ăn ngon lắm. Còn giờ rủ đi hái nữa, lấy đâu ra hái. Cái đoạn này là hai hàng cây hai bên là không còn lá luôn nha mọi người, trống luôn rồi nè. Đó, không có lá luôn nè. Hết lá luôn rồi, hai hàng cây hết lá luôn nè. Cọc kè, đi. Nè, hỏi coi có coi video của Tata không, có coi nè. Hỏi có like không, có like nè. Mà khi nào trong video có anh Ban mới like, còn có mình Tata là không có like. Kỳ vậy, kỳ vậy. Có anh Ban thì chịu like, còn không có anh Ban là không like cho Tata. Gì? Anh về đi tuốt đằng kia. Ôi sao không đi quay lề mà sao đi đi băng vậy con? Băng vô cỏ luôn. Ở bên kia người ta đang làm cho nên hơi ồn. Nè, đây nè, hai trái lê ở đây nè. Trời, trái lê non á mọi người, biết không, chấm muối ăn đã lắm. Có lá không, có trái mọi người ơi. Ở đây có táo, có lê. Hết rồi hả? Anh Bé thấy trái lê non hết rồi. Vậy cái xanh giòn là cây này. À. Dài hơi trái cát rồi này. Rồi hết rồi. Nói chung là không có cái gì để hái hết. Rồi rồi picnic chứ bơi. Bơi nước. Ai uống nước? Ai uống nước? Mẹ tính hẹn bữa khác chứ đâu phải bữa nay đâu. Bữa nay cơm chiều chưa nấu. Ủa chị bây giờ tí mới ghé nhà chị nấu cơm đi là xong rồi. Nông, lát chị phải luộc gà, chị lấy nước gà chị nấu cơm. Ừ, nhanh còn hơn gì nữa. Nếu mà đi nhà anh Bé là bữa nay phải chịu ăn cơm trễ nha. Dạ. Dạ. Tại chị tính để hứa bữa khác á, cái bữa mình đi ấy luôn. Mà giờ chị mới có 1 giờ. Chưa đâu biết mấy giờ đâu. Rồi bây giờ mình đi vòng ra kia coi cái cây màu đỏ nó còn hay không. Nếu mà nó còn thì mình hái. Đi băng được. Xe của anh Bé đang ở nhà chị đó nha. Ừ. Rồi tí nữa đưa chị về ba lấy. Ok. Thầy bị túi fan. Ờ. Túi fan sao? Rồi ba đứa hát đi. Xin gì á? Cái gì bài gì bữa mà ở trong trường làm lễ hát quên rồi. Rồi, hát, hát đi, hát đi. Cái gì bài gì mà bữa đi coi nó hát gì quên ta, xin xin gì đó, xin gì, cái gì vậy, cái gì vậy, khô, cái này là gì, à đồ chai hả, em mua hả, mua chung với đợt hỏm á hả, đưa coi nhai con, giòn giòn khú luôn á. Ăn thử đi. Đâu có cay đâu.
Alibert. Hơi cay nha. Alibert thích ăn với cơm á. Cái hậu đúng rồi, cái này em làm mặn mặn ngọt ngọt, cái đồ mà người ta hay ăn chay á, chị biết cái này rồi. Có hậu cay nha. Rồi vậy bây giờ phải cay mà nó the the. Thì nó the the vậy đó. Ê, cái hậu á. Đi nha mẹ. Rồi bây giờ sẽ đi... Trời bên đây nó xây ấy đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đi qua mình. Bây giờ mình sẽ đi trên đường về á, sẽ coi nếu mà còn táo thì hái, còn không còn thôi. Rồi đi thẳng qua nhà em Be mình ăn bánh tráng trộn nha mọi người. Ăn bánh tráng trộn. Rồi đi thôi. Nhà mấy đứa chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Eliza bye bye. Tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye, bye bye. Don't video. Trời, dập máy.